Hello, xin chào tất cả anh em. Hôm nay em sẽ giới thiệu đến anh em một chiếc quạt rất là đẹp đến từ thương hiệu của Lationa. Chiếc quạt này thì như anh em có thể thấy nó là quạt cảm ứng lồng. Và có thể nói là nó mới keng luôn, rất là mới. Con này thì nó có một cái màu trắng ngọc trai rất là đẹp. Đấy. Toàn bộ ở dưới này của nó đều là cái phần đế nhựa ngọc trai. Đó, phần thân cũng vậy. Đây là cái phần cổ của nó này, anh em có thể thấy rất là mới. Đặc biệt là cái lồng này của nó này. Lồng này có thể nói là mới tinh luôn. Đấy, động vào là nó sẽ ngưng lại. Đó. Và đặc biệt nữa là cái lồng sau nó cũng là cái lồng inox. Cái lồng sắt luôn chứ nó không phải là lồng mạ như những cái con quạt bình thường. Quạt bình thường anh em có thể thấy thì lồng sau nó sẽ là lồng sơn và lồng trước của nó là lồng xi mạ. Còn đâu con này thì cả trên cả dưới đều là lồng xi mạ hết. Đó. Và con này nó rất là an toàn cho tất cả gia đình có người lớn tuổi hoặc là trẻ em. Tại vì anh em chỉ cần động được cái lồng của nó thôi là nó sẽ dừng lại. Và sau khoảng độ tầm 3-4 giây thì nó sẽ hoạt động trở lại ngay. Đó. Quay lại với cả cái phần ở dưới này thì anh em có thể thấy con này thì khi mà anh em cắm nguồn điện 100V thì mình có thể sử dụng 3 nút này. Đó. Con này là nhấn nút. Đó. Thì nó sẽ có số 1, số 2, số 3. Đó. Khi anh em tắt anh em nhấn nút này là nó sẽ tắt. Đó. Còn đâu mở thì mình mở nút này. Đây là cái thời gian hẹn giờ là 30 phút, 1 tiếng và 2 tiếng. Còn đây là giống như kiểu cái lễ dịch ra nó là cái tốc độ hay là cái gì đó. Và đây là cái để chúng ta xoay tút lăng. Chúng ta nhấn vào nó sẽ dừng lại. Nhấn một cái thì nó sẽ xoay. Con này thì là cánh của nó là cánh 30 cm nha anh em. Đó. Rất là mới, anh em có thể nhìn cái lồng nó mới. Hầu như gọi là mới tinh luôn. Rất là đẹp. Nói chung là quạt Nhật thì rất là hiếm để kiếm được những em nó mới như thế này. Đó anh em này. Con này thì nó dạng quạt lửng thì nó cao khoảng độ tầm 90 hoặc là 95 phân. Đó. Rồi cảm ơn tất cả anh em nhé.